Chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ sử dụng hai cái sản phẩm mới của cái công ty Benrai. Người ta mới cho mình hai cái sản phẩm này để mình test thử và mình sẽ cho các bạn cái cảm nhận của bản thân mình. Còn ví dụ như là sau cái video clip này, nếu như mà bạn nào mà muốn dùng thử cái sản phẩm này thì mình sẽ có cái giá tốt nhất cho các bạn sử dụng. Tất nhiên là cái giá tốt thì nó phải rẻ hơn ở trên thị trường bán rất là nhiều, và bên công ty người ta hỗ trợ cho mình hai thùng để cho các bạn có thể là test với giá tốt, đưa ra cái cảm nhận riêng của các bạn trên nhiều cái dòng xe. Riêng mình thì hôm nay mình sẽ sử dụng trên chiếc IB125, tại vì mình có một bình thôi các bạn. Đó, người ta cho mình một bình test thôi thì mình sử dụng trên chiếc IB luôn. Tí xíu mình sẽ nổ máy lên cho các bạn nghe cái tiếng máy, rồi sau khi mình sử dụng hai cái sản phẩm của Benride này thử coi là cái độ êm của máy nó có được tốt hay không. Hôm nay mình sẽ không sử dụng phụ gia ở 59, mình chỉ sử dụng nhớt thôi, và mình sẽ xúc rửa động cơ bằng cái chai Benray này. Chai này thì nó bán thị trường chắc hình như cũng 1-2 năm gì rồi đó, nhưng mà mình hay sử dụng cái chai Lucem cho nên là mình tin tưởng Lucem, mình ít sử dụng những cái sản phẩm khác. Hôm nay thì cái công ty Benray thì người ta có tài trợ cho mình cái chai này để mình test luôn, thì sẵn thì mình cũng sử dụng thử để coi là cái hiệu quả của nó được tốt hay không. Chai này thì nó có cái ghi chú ở phía sau nè các bạn, là sau khi mà xúc rửa động cơ rồi, tức là mình loại bỏ được nhớt cũ ra sạch á, thì nó có cái thành phần bảo vệ động cơ đấy. Thì quảng cáo thì vậy thôi, còn ví dụ như mình xài có tốt hay không thì mình sẽ cảm nhận riêng của từng người ha các bạn. Còn nếu như mà mình đi mình test mà mình phải kiểm chứng bằng máy móc đồ này nọ thì nó mới chính xác 100%. Còn chúng ta thường thường thì chúng ta sẽ test những cái sản phẩm này và cảm nhận là chính. Bây giờ nói thì cũng hơi nhiều rồi, mình sẽ bắt đầu là nổ máy lên trước để cho các bạn nghe thử là cái tiếng máy trước và sau khi mình sử dụng hai cái sản phẩm này. Xe mình thì đi được 2.513 cây số rồi nha các bạn. IB này thì mới lúc đầu mà nổ máy lên thì cái guarantee của nó hơi yếu đó. Nó yếu nhưng mà mình không có chỉnh guarantee được nha. Nếu mà chỉnh cao guarantee lên đó, để cho khi mà nó vừa nổ lên mình cái guarantee nó cao lên khoảng ngàn mấy ngàn rưỡi á, thì lúc mà nó nóng máy lên rồi đó thì guarantee nó sẽ giật lên gầm tầm khoảng 3.000 đó. Cho nên là lúc đầu tiên mà nổ máy của IB á, nó hơi cái guarantee nó hơi yếu và nó hơi lâu lên. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cho các bạn nghe thử cái tiếng máy của xe mình ha. Tí xíu nữa là thay nhớt xong thì mình sẽ nổ máy lên như vậy và các bạn sẽ nghe một lần nữa coi là nó có êm hơn như vậy hay không. Thì tự các bạn có thể là nhận xét và đánh giá. Thì nhiều khi mà những cái người mà review sản phẩm này nè, có sản phẩm mới người ta review thì thường thường người ta sẽ khen là sản phẩm này tốt rồi, êm máy rồi, chạy bốc nó mượt gì đó. Nhưng mà riêng bản thân của mình khi mà review thì mình muốn là nếu như mà sản phẩm tốt thì sẽ nói tốt, còn nếu mà sản phẩm nó không có được mà hoàn hảo thì mình sẽ nhận xét đúng với là cái chất lượng thực tế của nó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu là chiếc bơm 50 ml phụ gia Benride xúc rửa động cơ. Mình sẽ đổ trực tiếp vào trong cái máy và nổ máy trong vòng 10 phút không có vặn ga để cho nó nổ guarantee. Đó, xong rồi chúng ta sẽ xả nhớt cũ ra bỏ và để cho sạch nhớt cũ hết mức có thể và thay cái nhớt mới. Trước khi mà sử dụng cái chai mà xúc rửa động cơ của Benride thì mình sẽ quay sơ về cái chai nhớt này cho các bạn xem ha. Nãy giờ quay qua lướt hơi nhanh. Thì hôm bữa mình có đăng cái chai này trên Facebook thì có nhiều bạn nói thì trước đó là có xài cái chai mà chai nhớt hấp cấp hơn cái Benride này nhưng mà chạy êm đó. Nhớt thì hôm nay mình mới có cái chai mà tổng hợp hoàn toàn và dầu gốc Inter đó. Những cái chai mà những cái sản phẩm nhớt mà có dầu gốc Inter thì nó sẽ cho mình cái chất lượng nhớt, thời gian sử dụng nhớt cao cao hơn rất là nhiều so với là nhớt tổng hợp hoàn toàn bình thường đó. Thì cái chai này có giá bán trên thị trường là 360.000
Ở đây là cái phía sau chai nhớt hả các bạn, thì nó không có tem mà hai ba lớp giống như mấy cái nhớt khác đâu nha. Đó. Rồi bây giờ đây là cái phía sau của cái chai xúc rửa động cơ Benray. Một chai như vậy thì sử dụng được cho 7,5 lít nhớt cũ. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là đổ cái xúc rửa động cơ này vào, nổ máy 10 phút rồi cho nó sạch cái nhớt cũ cũng như là cái cặn dơ trong máy ra. Nếu như mà bạn nào mà xài xe mà có lọc nhớt thì sẽ thay cái lọc nhớt mới luôn nha. Các bạn mình đang chỉnh chế độ mà quay nhanh đó, nhưng mà mình thấy nó lạ lạ cho nên là mình quay để mình nói cho các bạn. Là cái này nó sạch sạch, nó đặc đặc chứ, chứ không phải là giống như dạng nước mà của Luchem mình đổ vô dạng nước á. Nếu như mà bạn nào mà sử dụng cái sản phẩm mà Luchem xúc rửa động cơ rồi thì biết. Thì cái này nó đặc đặc sạch sạch á, khi mình rót ra thì nó sạch sạch, nó chảy thành dây dây xuống, chứ nó không phải là giống như dạng nước bình thường ha các bạn. Sau khi mà đổ cái dung dịch xúc rửa động cơ của Benray vào thì mình sẽ để tầm khoảng 10 phút thôi các bạn. Đây là cái nước của nó nè, đó các bạn thấy không? À đó, nó sệt sệt đó, chứ nó không có dạng đó, à nó dính kẹo kẹo nè, chứ nó không phải là dạng nước mà mình đổ một cái nó chảy vô liền ha. Đó các bạn thấy không? Sệt sệt nè, đó, nó sệt sệt. Đổ vô trong cái máy xe rất là khó mới nó mới chảy vô được. Cứ sạch sao á đó, chứ nó không phải là giống như dạng nước bình thường mà mình đổ cái ào ấy vô liền ha. Thì cái sản phẩm này thì người ta có nói là nó sẽ có cái bảo vệ động cơ sau khi mà mình sử dụng cái sản phẩm mà xúc rửa động cơ này đó. À, để nổ thử máy 10 phút thử coi là nó xả nhớt ra nó như thế nào ha các bạn. Nhớt này thì mình cũng mới vừa thay thôi chứ không có lâu, như chạy chắc tầm vẫn chưa tới 1000 cây nữa. Thì hôm nay là test thử cái nhớt Benray mới này luôn, cũng như là cái xúc rửa động cơ này. Đối với là những cái xe mà quay xe rim hoặc là xe winner, gọi là xe của mình đang nổ máy cho bạn coi IP125 nè, thì xe nó không có xài cái lọc nhớt ở ngoài mà nó xài cái lọc nhớt bên trong của xe, đó là cái lọc nhớt cái gì mà cái tên gì quên mất tiêu rồi ta. Lọc ly tâm, lọc nhớt ly tâm. Thì sau một cái khoảng thời gian mình xài xe tầm khoảng ba mấy 40.000 á, thì mình mới mở cái máy xe ra rồi mình mới vệ sinh đó. Cho nên là trong cái quá trình mình sử dụng xe thì nếu như mà sử dụng nhớt nó không được tốt á, thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là nhớt nó không có nuôi được những cái phần mà trên cái đầu máy, dẫn tới là cái tiếng kêu của máy cũng như là nó hao mòn động cơ nhiều. Các bạn mà đi xe nhỏ thì ít khi nào mà chú ý tới cái vấn đề là vệ sinh động cơ, cũng như là ít có khi nào mà sử dụng mà nhớt xịn lắm. Bình thường mà mình đi một cái chiếc xe bình thường, xe nhỏ đó, thì mình cứ mua một cái nhớt nào đó tầm khoảng chừng 120 hoặc là 80-90 gì đổ lại mình xài thôi, chứ ít có bạn nào mà dám bỏ số tiền tầm khoảng trên 200.000 để mua cái nhớt xịn xài. Nhớt thì chúng ta có thể là sử dụng ví dụ như là tổng hợp hoàn toàn trở lên là ok. Những cái nhớt mà tổng hợp hoàn toàn rồi nhớt tổng hợp rồi dầu gốc inter tổng hợp hoàn toàn là đó, những cái dòng nhớt cao cấp, cái dòng mà có cái inter là cao cấp hiện tại trên thị trường là nó rất là cao cấp. Còn những cái bạn nào mà mình xài nhớt bình thường như là game and gone chẳng hạn, game and gone thì bữa nay nó cũng đã nâng cấp lên là tổng hợp hoàn toàn rồi. Năm rồi thì Game & Gone nó có một cái chai là tổng hợp thôi, nhưng mà năm nay nó đã nâng cấp lên là tổng hợp hoàn toàn luôn đó. Và là các bạn có thể là sử dụng Any thì tới bây giờ nó vẫn là nhớt tổng hợp chứ nó chưa có lên được là tổng hợp hoàn toàn. Hoặc là các bạn có thể là sử dụng cái dòng như là Fuxicolin XP thì nó có cái công nghệ rất là đặc biệt, mỗi một hãng nhớt nó sẽ có một công nghệ riêng. Thì riêng bản thân mình thì mình chạy nhớt Fuxicolin thì mình cảm thấy là rất là ok, nhưng mà không biết là qua cái dòng Benray này nó như thế nào đó. Đây là lần đầu tiên mình sử dụng cái sản phẩm này cũng như là cái phụ gia của nó. Nó còn có một cái chai phụ gia xăng nữa thì không biết là tốt ra làm sao.
Hiện tại thì mình đang sử dụng cái G30, ở trong đó cái này là chai súc rửa động cơ nha. Mình chỉ đưa ra để cho các bạn coi là cái tên của nó, của công ty thôi. Thì có, nó có chai mà súc rửa bình xăng rồi hệ thống phun xăng nữa, thì người ta cũng có cho mình chai đó luôn. Sau khi mà mình xài hết cái bình xăng mà G30 này rồi, mình xài thêm một cái bình xăng bình thường khác nữa, không có phụ gia, thì mình mới sử dụng được cái phụ gia khác đó. Khi mà mình sử dụng mà phụ gia đó các bạn chạy, nhiều bạn thì không có để ý về xe, cũng như là xe của mình nó ít chăm sóc đó, thì các bạn không có cảm nhận được nhiều. Nhưng mà xe của mình là xe mình chăm sóc kỹ, chỉ cần một cái thay đổi nhỏ là mình đã cảm nhận được rất là rõ ràng. Cho nên nếu mà mình nói về cái vấn đề mà test sản phẩm ở trên xe, thì mình test mình cảm nhận là ít nhiều gì đó mình cũng có một cái cảm nhận. Để bây giờ mình coi thử coi là nó đủ 10 phút chưa ha các bạn. Sắp tới đây thì mùng 6 Tết mình sẽ có một cái tour đi xuyên Việt, và bữa nay là mình đổ nhớt vào, thì mình sẽ chạy cho tới mùng 6 Tết thử coi là cái nhớt này nó có ok hay không. Nếu như là nó ok thì mình sẽ test luôn cho tới lúc mà mình đi tour, và mình sẽ chạy tiếp 1.000 cây ra tới Đà Nẵng. Có lẽ là nếu mà ra tới Đà Nẵng là mà nhớt này nó xài mà đạt á, thì mình sẽ thay thêm một chai nữa. Tại vì cái chai này bên hãng khuyến cáo, bên cái hãng Benrain tao khuyến cáo là chạy được khoảng 3.000 tới 4.000 cây thôi. Cho nên là cái tour hành trình của mình nó tầm khoảng tới, nếu mình dự toán không lầm thì từ khoảng 5.500 tới lại 6.000 cây. Cho nên là phải thay nhớt một lần nữa đó. Nhưng mà quan trọng nhất là cái thời điểm này là thay nhớt này vào chạy á, nó có êm cho tới mùng 6 hay không. Nếu như mà nó không êm thì có lẽ là mình sẽ thay nhớt phúc sicolin để cho cái cuộc hành trình của mình nó được tốt nhất. Thì cái phúc sicolin nó sẽ chạy được ngoài 5.000 cây, nó sẽ đáp ứng cho mình là cả lượt đi lượt về đó. Mình sẽ đi từ đây ra các tỉnh miền Bắc và chạy xe về luôn, chứ mình không có gửi xe đò về nha các bạn. Nếu như mình sử dụng cái Benrain này thì mình sẽ thay nhớt 2 lần. Tức là bây giờ mình thay là tới lúc mùng 6 mình đi luôn đó, là ra tới Đà Nẵng mình sẽ thay 1 lần. Và từ Đà Nẵng đó mình sẽ đi ra các tỉnh miền Bắc và mình đi về tới Củ Chi luôn. Tức là mình sẽ thay là bây giờ và tới lúc đi và là 2 lần. Thì trên nhớt Benrain này thì mình sẽ không có sử dụng phụ gia nhớt E59 để mình cảm nhận được rõ cái chất lượng nhớt nó như thế nào. Nói chung là nhớt nào cũng có thể là xài tốt, chứ không có phải là nhớt nào nó dở hay là nó dởm hơn hay là nó không tốt. Chỉ cần là không phải nhớt giả là chúng ta có thể là chạy được rồi. Nhưng mà cái điều kiện đời sống của mình nó bây giờ nó nâng cao dữ lắm, cho nên là con người ta là hay muốn hướng tới cái điều mà tốt đẹp và tốt nhất để cho mình sử dụng, mình có thể hưởng thụ. Cho nên là cái chất lượng nhớt, thứ nhất là nó phải đảm bảo cho cái xe của mình vận hành nó êm ái nè, vào số nó mượt mà, rồi đi xa mình cảm thấy là cái xe mình nó bốc đó. Chứ không có bạn nào mà muốn là mình bỏ ra cái số tiền ngang ngửa với lại cái dòng nhớt mà xịn, dòng nhớt mà nó tốt á, với lại một cái dòng nhớt lạ nào đó mà mình chạy. Ví dụ như mình bỏ ra 200.000 mình mua chai đó, mình chạy nó chỉ gọi là nó bôi trơn thôi, nó chả có gì đặc biệt hết, rồi mình chạy cái xe nó cứ đổ xăng, cái là mình chạy cứ rề rề, nó không có cái gì để cho mình cảm giác là mình thích chạy xe hết á đó. Cái máy mình nó cũng không được êm, thì đâu có ai mà bỏ tiền ra để mua nhớt như vậy mà xài đâu. Cho nên là mình hiện tại trên thị trường nó có rất là nhiều cái dòng nhớt đó. Thì nếu như mà cảm thấy là mình sử dụng được cái nào mà nó tốt, nó êm mà nó ok nhất cho cái máy xe của mình thì mình sử dụng thôi. Ví dụ như là trên chiếc IB chẳng hạn đi, hoặc là trên một chiếc Winner nào đó mà hai bạn cùng sử dụng một sản phẩm, thì có một bạn thì xài cảm thấy ok và có một bạn thì xài cảm thấy là nó không có cái gì đặc biệt hết á, thì nghĩa là nó có sự khác biệt giữa hai chiếc xe. Cái quá trình mình chạy xe, cái quá trình mình rô đai xe nó khác nhau, cho nên là cái cảm nhận của bạn về cùng một sản phẩm sử dụng cho hai chiếc xe nó sẽ rất là khác biệt với nhau, chứ nó không phải là nó giống nhau hoàn toàn đó. Còn thường đó là mình test sản phẩm cho các bạn sử dụng là có rất là nhiều bạn khác cùng test chung với mình, thì người ta sẽ đưa ra một cái nhận xét. Ví dụ như là 10 người test sản phẩm thì có 8 người là xài ok đó, riêng cộng thêm mình nữa là 9 người, còn một người là cảm thấy là xài nó không có đã, không có gì hết. Thì đó là một cái, chỉ là một cái số lẻ thôi. Còn ví dụ như 10 người xài mà hết khoảng 6 người nói là anh nhớt này nó không bóp, không tốt, nó hơi nóng, rồi nó không có êm máy, thì tức là cái cảm nhận của 6 người đó thì chính xác hơn.
Thì thường thường đó, mình test nhớt thì mình hay test như vậy. Bản thân của mình test xong rồi mình sẽ cho những bạn khác mua với giá tốt để có thể là cùng test với mình và test trên nhiều loại xe đó, nó sẽ cho ra một cái kết quả ok. Còn vấn đề mà mình bán, trong cái quá trình mà mình bán hàng chẳng hạn đi, có rất là nhiều bạn hỏi mình, tư vấn mình là em chạy xe như vậy đi đường thành phố ít rồi đi đường đi tour nhiều rồi nên xài cái nhớt gì, thì mình sẽ tư vấn riêng cho từng bạn. Còn về cái vấn đề mà mình xài nó có ok hay không, thì nếu như mà các bạn xài tốt thì các bạn có thể là sử dụng luôn. Còn riêng bản thân của mình, khi mà mình tư vấn cho các bạn đó là tư vấn cho các bạn là để mình tư vấn ví dụ như là cái nào cho nó phù hợp với cái điều kiện mình sử dụng đó. Còn cái vấn đề mà nó có phù hợp với bản thân các bạn hay không thì các bạn phải trải nghiệm thêm nữa, chứ không phải là ví dụ như có nhiều bạn hỏi mình là bây giờ em thay nhớt đó anh có đảm bảo chắc chắn em là cái xe em êm nó bóp không. Thì nói thật sự ra là cả cái ông mà sản xuất chai nhớt là ông cũng không dám là khẳng định 100% chứ bạn nữa. Thì cái này là mình nói, mình chia sẻ thật lòng để cho các bạn biết. Chứ bây giờ đó đã hơn 10 phút rồi bạn, mình sẽ xả nhớt ra. Bên trong nó chỉ có cái đóng siêu vậy thôi, nhớt nó màu vàng nha các bạn. Một cái điểm mà mình không thích là nó không có cái siêu bên trong này, bây giờ vận chuyển rất là dễ bị chảy nhớt ra ngoài luôn. Ví dụ như mà bị người ta quăng đồ nhiều quá hoặc là bị chèn ép
là nhớ có nguy cơ chảy ra ngoài cao lắm, không có cái seal bên trong. Rồi bây giờ mình sẽ đổ cái bình này 1 lít và xe mình là trà xài 1 lít nhớt luôn nha các bạn. À, nhớt này á, nó có cái màu vàng mà nó có cái ánh hơi hơi xanh xanh, hơi xanh nhẹ. Mà vô đây không thấy. À, vô đây thì vô trong điện thoại thì quay có lẽ các bạn không thấy, nhưng mà ở mình thấy thì nó có cái màu hơi hơi xanh xanh, chứ không phải là xanh giống như kiểu mô tôn đâu nha. Đó. Mà cái nhớt nó hơi sạch sạch chứ nó không có lỏng giống như là những cái nhớt khác, giống giống dạng y như là cái chai mà nãy xúc rửa động cơ á, nhưng mà nó không có đặc kẹo giống vậy, mà nó vẫn còn lỏng nhưng mà nó hơi sạch sạch đó, mình rót ra nó không có giống như cái nhớt bình thường khác ha. Và rót vừa xong rồi các bạn thấy là nó hết nhiễu luôn nè, đó nó hết nhớt luôn, chứ không phải là giống như những cái chai nhớt khác mà các bạn thấy mình phải dốc rất là lâu nó mới chảy hết nhớt. Nè bây giờ nó chỉ nhiễu nhỏ 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 vậy thôi, chứ nó không có chảy thành dòng nữa ha. Những cái chai nhớt khác các bạn thấy là đổ ra một cái là tí xíu nữa mình lắng lại vậy nè, mình đổ ra nó vẫn chảy thành dòng, nhưng mà cái chai này đổ ra hết luôn là nó hết luôn nè, nó không có còn miếng gì để lắng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đóng nắp nhờ cái ốc nhớt lại rồi nổ máy lên để thử coi là cái độ êm của nó như thế nào. À, nó sạch bô luôn các bạn, nó không còn dính cái gì trên cái đồ này luôn nè. Nhớt này lạ nha, không biết là có êm hay không. Ốc nhớt GTR luôn nha bạn, các bạn xài được cho các xe nhỏ, e-center, quay rim đồ, những cái xe mà có cái nắp nhớt mà bình thường á, nhỏ bình thường là xài được chung cái GTR này luôn, và nó có chống mở. Rồi bây giờ mình sẽ dặn cứng lại. Nói chung là xe mình thay nhớt kỹ như thế nào thì các bạn lên nhà mình thay nhớt mình vẫn làm kỹ như vậy thôi. Cái quy trình thay nhớt thì lúc nào nó cũng kỹ lưỡng như vậy, từng bước một, và mình sẽ cho cái nhớt bộ xe các bạn nó ra hết 100% rồi mới thay nhớt mới, chứ không có làm kiểu mà xả nhớt ra 2-3 phút rồi xong rồi cái đổ nhớt mới ha. Lên nhà mình làm thì nó hơi lâu tí xíu, nó không mau bằng ở ngoài tiệm hoặc là ngoài hãng. Các bạn chờ chừng một tí xíu nha, tại vì mới xả nhớt ra, mới nổ máy xe thì nhớt nó chưa có bơm đều lên đó, thì mình cũng để cái vị trí y chang hồi nãy mà lúc mà mình chưa có thay nhớt á, để cho các bạn có thể là cảm nhận được là cái tiếng máy của nó có êm hay không. Còn bản thân của mình thì tí xíu mình sẽ chạy thử một vòng đó, rồi cái cho các bạn cái cảm nhận riêng bản thân của mình. Giờ mình sẽ kiểm tra lại ốc nhớt cũng như là lau chùi xung quanh ốc nhớt với lại cái chỗ mà đổ nhớt vô một lần nữa, rồi mình sẽ lấy xe ra ngoài để test chạy thử. Đối với là cái chiếc IB125 của mình thì mình chỉ cần cái độ bốc với lại cái độ êm của nó thôi, chứ còn cái mắt bít thì mình không có test nha các bạn. Tại vì cái xe này mặc dù có đổ cái nhớt thần thánh gì vô đó thì chạy nó cũng tầm khoảng 100 đổ lại à, chứ nó cũng không hơn đó. Mình chủ yếu mình cảm nhận là cái nhớt mình dặn ra nó bốc, nó đi trớn, nó vượt ok hay không thôi. Tiên thì mình sẽ test vào số cho các bạn nghe thử coi là có êm không ha.
số nè. Mình vừa chạy xe, mình vừa quay bằng điện thoại nha các bạn. Cho nên là mình để cái điện thoại đứng á. Các bạn đang xem video clip, cái màn hình nằm ngang, cái tự nhiên bây giờ nó đứng lên thì thông cảm cho mình nha. Tại vì đi quay trải nghiệm về cái nhớt, cho nên là mình chạy đi luôn chứ không có chuẩn bị máy quay. Rồi máy quay thì mình không có cái gì để gắn ở trên máy quay hết á. Mình đi đội nón nửa đầu thôi các bạn. Hiện tại thì mình đang chạy số 4 tầm khoảng 3.000 mấy vòng tua thôi. Nãy giờ mình đi cũng khá là xa. Bình thường mấy cái nhớ khác á, mình chỉ chạy một vòng thôi. Nhưng mà nhớ này thì mình muốn trải nghiệm nó thực tế tí xíu. Bữa nay mình đi thành phố thì mình sẽ trải nghiệm khi mà mình chạy được kẹt xe thử coi là nó có nóng nhiều hay không. Rồi nhớt đi nó có còn im hay không. Tại vì mình đang chạy ở ngoài đường ngoài này thì nó hón. Đó. Mặc dù là mình đi số 4 có tầm khoảng hơn 35 km/h thôi. Cái tốc độ nó không nhanh. Đó. Nhưng mà bây giờ là trời nó trời tối đó, cho nên là cái nhiệt độ ở ngoài trời nó cũng mát. Gió nó cũng lạnh lạnh đó. Cho nên là cái máy xe mình nó còn không cảm nhận được cái độ nóng rõ. Nhưng mà mình cảm nhận là khi mà mình vô số và là mình chạy thì cái máy nó im. Các bạn cứ tưởng tượng là mình đang sử dụng là phụ gia ở 59 sao thì nó im giống như vậy. Mặc dù là mình chỉ xài nhớt không chứ mình không có xài phụ gia, nhưng mà cái tiếng máy xe rất là im. Đó. Tiếng máy xe im. Ví dụ như mà mình chạy tốc độ mà nó bị chậm đó các bạn. Tức là số 4 mình đang chạy có 3.000 và mình đang chạy ở tầm khoảng 30 ba mấy thôi. Tức là tốc độ mình nó chậm, cái máy xe mình nó sẽ kéo nặng hơn. Nếu như mà nhớt nó bôi trơn không tốt đó, thì nó sẽ kêu cò rất là nhiều. Nó kêu tách 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 tách. Đồng thời sinh cam nó cũng kêu nữa các bạn. Nhưng mà mình đang chạy nãy giờ với tốc độ rất là chậm mà đi ở số 4 như vậy. Thường thường nếu mà đi chậm như vậy thì chỉ chạy có tầm khoảng số 3 là vừa rồi. Nhưng mà mình để số 4 mình kéo, máy nó rất là nặng. Để thử coi là cái độ mà bôi trơn nhớt của lên những cái chi tiết máy nó có được ok hay không. Thì đó, các bạn thấy là mình lên, nó có cái dốc á, nó kéo lên thì cái máy nó vẫn im. Chứ nó không có bị giống như vậy, nhưng mà bị đuối máy. Nhiều bạn mà chạy center á, mà đi chạy có 30 à, mà vẫn đi số 5. Đó, các bạn nghe cái máy kêu nó sọc 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 sọc. Rồi cái máy của mình đó, các bạn nghe nó kêu rất là lớn. Thì mình cũng đang test thử như vậy đó, thì cái máy xe nó êm, nó không có bị kêu. Để mình đánh giá cái nhớt này tốt. Oh my god, tới ngã ba ngã tư rồi các bạn ơi. Không có đem máy quay theo cho nên là mình quay giả chiến như vậy thì khá là nguy hiểm. Mình vẫn giữ số 4, mình chạy có hơn 30 một tí xíu thôi. Mình thấy mình đánh giá thấy cái nhớt này nó ok đó các bạn. Nếu như mà bạn nào mà muốn mà xài thử thì có thể là liên hệ mình ha. Mình sẽ có giá xài thử trong cái khoảng thời gian này. Tuần sau thì bên công ty nhớt người ta sẽ hỗ trợ cho mình là 2 hộp. Đó, 2 hộp để cho các bạn test. Sau 2 hộp này thì mình sẽ bán giá là 360.000 nha. Nhớt này theo mình thấy thì cũng ok. Tầm khoảng thứ 3, thứ 4 mình sẽ đi thành phố và test thử là được kẹt xe như thế nào. Nếu mình đi 2 người luôn, mình chạy tốc độ cao luôn đó, để đánh giá lại cái nhớt này một lần nữa. Và mình bán cho những cái bạn mà người ta chạy nhớt test á, thì người ta cũng sẽ cho mình cái cảm nhận. Nhưng mà đánh giá bước đầu của mình về cái nhớt này là mình cảm giác là rất là tốt. Có lẽ là mình sẽ sử dụng cái Benride này để đi tour. Đó, mình sẽ sử dụng cái lần nhớt này, mình sẽ chạy cho tới mùng 6 và từ mùng và mình sẽ khởi hành cái hành trình từ Củ Chi
đi ra ngoài Đà Nẵng, xong rồi là mình sẽ hai nhớ ngoài Đà Nẵng và mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình luôn. Tức là lần này và lần nữa là hai lần hai nhớt. Nhớt đi ok các bạn. Em máy. Đó, bây giờ mình sẽ tăng tốc số 4 luôn nha. Có một tay thôi các bạn. Kéo số 4 một tay là lên 90 rất là nhanh nha. Đó. Tăng tốc ổn định. Máy xe vẫn im, không có bị gào máy. Ví dụ như mà trong cái quá trình mà mình đi tour, mình chạy bạo lực á. Oh shit. Bây giờ đã tới ngã ba rồi, mình sẽ bấm tạm dừng video để mình qua cái cua này cái. Rồi bây giờ mình đã quay trở lại. Nếu bạn thấy là xe tăng tốc ổn định đó, từ số 4 mình chạy một tay là đã lên được 90 rồi. Và cái máy xe nó không có bị gào. Nhưng mà trong cái điều kiện mà đường xá nó không hóng và buổi tối, cho nên là cái nhiệt độ của máy xe nó cũng không có nóng lắm. Mình không có cảm nhận được là cái độ nóng của máy xe. Với lại là cái chiếc xe này là xe con 125 thôi, cho nên nó nếu như mà test độ nóng thì mình nghĩ là mình nên test ở đường thành phố kẹt xe thì mới cảm nhận được là cái độ nóng nó như thế nào về nhớt. Chứ còn ví dụ như mình đi đường trường như vậy hoặc là đi ở quê như vậy thì đánh giá cái độ nóng nó sẽ không có chính xác. Nhưng mà theo mình thấy là mình để sát cái chân vô trong cái máy luôn nè thì nghe vẫn ok ổn định. Buổi tối có rất là nhiều thành phần chạy xe bất hảo, với lại đường này nó hơi vắng các bạn, cho nên là thấy xe chạy tới là phải cất cái điện thoại vô, không là nó hốt cái điện thoại là xong phim mình luôn. Quay bằng điện thoại cho nên là gió nó hơi ồn nha các bạn, mong các bạn thông cảm cho mình. Nói chung là mình test clip, mình làm clip một cái cách là đơn giản và thiết thực chân thật nhất, cho nên là không có qua chỉnh sửa hay là review sản phẩm theo cái dạng mà review để bán. Đó, review để bán thì nó lại khác. Còn mình ví dụ như là nhớt là nó không ok, hoặc là những cái sản phẩm nào mà nó không có đạt đó, thì mình review mình nói hẳn là không đạt và mình đã không có bán cái sản phẩm đó. Có rất là nhiều bạn hỏi mua những cái sản phẩm mà mình test rồi nhưng mà nó không đạt thì mình không có bán, thì người ta cũng đi mua chỗ khác thôi. Nói chung là mình mất một người khách nhưng mà nó không có quan trọng, tại vì mình cảm thấy là mình làm cái việc gì cho mình cảm thấy thích và nó chân thật thì mình làm mình cảm thấy nó thoải mái thôi đó. Chứ ví dụ như là nhiều người á, người ta cho nhớt hay cho đồ mà oh my god này mình thắng số luôn các bạn. Mình về số sống luôn, vậy như là down ship luôn, là mình về một số. Nói chung là ví dụ như có nhiều công ty người ta cũng đưa đồ để cho chúng ta test, mà khi mà mình test mà mình nói cứ lúc nào cũng nói tốt thì không có được. Đó, sản phẩm nếu mà tốt thật sự thì mình sẽ review tốt thật sự, còn nếu mà sản phẩm mà nó bình thường thì mình review bình thường. Còn nếu mà sản phẩm mà chạy mà cảm thấy là nó không đạt thì mình sẽ review không đạt. Nói chung là làm cái review sản phẩm này thì nói chung là có nhiều cái nó cũng mít lòng lắm. Nhiều khi người ta cho đồ mình test mà mình lại review không tốt thì cũng không được. Nhưng mà nói thật sự ra là mình phải làm đúng với lại khách hàng của mình là chính. Cảm ơn các bạn, thì mình sẽ kết thúc video clip ở đây nha.